Thưa quý vị và các bạn, Thanh Huyền vừa trải nghiệm chạy thử chiếc xe điện của hãng Select Moto được nghiên cứu và sản xuất bởi người Việt Nam. Và càng bất ngờ hơn khi mà người sáng lập CEO của Select Moto là một người con của xứ Nghệ, tốt nghiệp tiến sĩ cơ khí tại Mỹ. Anh là Nguyễn Hữu Phước Nguyên. Nguyễn Hữu Phước Nguyên, sinh năm 1983, tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Michigan của Mỹ. Từ bỏ nhiều lời mời từ các tập đoàn lớn của Mỹ để trở về Việt Nam sinh sống lập nghiệp. Khi đang là giám đốc dự án công nghệ quốc phòng tại Viettel, Phước Nguyên nghỉ việc để bắt đầu khởi nghiệp với khao khát xây dựng một hệ sinh thái xe điện thông minh tại Việt Nam và do người Việt Nam sản xuất. Tháng 1 năm 2018, công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Select ra đời do Nguyễn Hữu Phước Nguyên cùng hai cộng sự là ông Nguyễn Trọng Hải, Nguyễn Đình Quảng sáng lập và anh là giám đốc điều hành. Vâng, thưa quý vị và các bạn, được vào nhà máy tham quan thì chúng ta mới cảm nhận được hết quy mô của Select Motors sau 6 năm khởi nghiệp. Và Thanh Huyền thì cũng đang có một cái thắc mắc nhỏ, đó là không biết anh và những người cộng sự của mình đã từ đâu mà lại có ý tưởng, quyết tâm sáng lập ra Select Motors. Sau 3 năm làm việc cho Viện Hàng không Vũ trụ Viettel thì tôi quyết định thành lập Select Motors để mình tận dụng một cái cuộc cách mạng trong giao thông, đấy là xe điện. Và qua đó thì cũng có cái khát khao là xây dựng một công ty nó có chiều sâu, có thể tạo ra những cái giá trị cao, cạnh tranh với quốc tế và có thể thúc đẩy cái sự phát triển bền vững của Việt Nam. Trong khoảng thời gian đó thì anh gặp những khó khăn nào và có bao giờ anh cảm thấy là mình muốn bỏ cuộc không ạ? Đúng là một hành trình rất là khó khăn đối với chúng tôi, vì chúng tôi chọn một con đường rất là khó, một bài toán khó. Chúng tôi khởi nghiệp trong một căn phòng chỉ có 10m² thôi. Mùa đông thì lạnh, ẩm ướt và mùa hè thì rất là nóng, không có điều hòa. Rồi thì trong giai đoạn đầu thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, gọi vốn. Phải dùng tiền cá nhân để vào vay mượn để có thể phát triển và duy trì ở công ty. Cũng như trong giai đoạn đầu thì rất khó để mà gọi vốn, bởi vì là cái lĩnh vực này là lĩnh vực khó và cũng mới. Hai nữa là trong Việt Nam cũng như Đông Nam Á là chưa có các nhà đầu tư quen thuộc về cái lĩnh vực này. Thì rồi chúng tôi lại còn phải gặp Covid nữa. Tuy nhiên là chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Tôi tin vào là mọi khó khăn, mọi thách thức thì đều có cái lời giải. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, sau hành trình 6 năm khởi nghiệp, khi mà lựa chọn lĩnh vực khó khăn, đó là nghiên cứu và sáng chế ra dòng xe điện cho người Việt, thì CEO Nguyễn Hữu Phước Nguyên và những người cộng sự của mình vẫn luôn kiên định và quyết tâm với khát vọng. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại những dấu ấn đầu tiên của Select Motors. Hiện nay, Select Moto là đơn vị duy nhất tại Việt Nam làm chủ toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm và công nghệ lõi cho một hệ sinh thái xe điện hoàn chỉnh, bao gồm xe máy điện, trạm đổi pin, ứng dụng điện thoại và nền tảng phần mềm quản lý. Hai dòng xe đầu tiên đã ra đời là Select Camo 1, dòng xe chuyên dụng để vận tải hành khách. Select Camo 2, dòng xe chuyên dụng giao hàng. Đây là dòng xe đầu tiên tại Việt Nam có thể tích hợp được thùng lạnh cho xe máy điện, tối ưu cho việc vận chuyển hàng hóa đông lạnh của khách hàng. Điều này đã mở ra một mô hình hoạt động kinh doanh mới, mô hình kinh doanh lưu động, giúp tiết kiệm chi phí vận hành mà vẫn bảo quản được hàng hóa. Xe có thêm tính năng số lùi để kiểu khi tôi đi giao hàng trong các ngõ nhỏ thì tôi có thể chủ động lùi xe vào trong ngõ mà không cần phải quay đầu. Thứ hai là cái phần khung xe đằng sau thì tôi cũng có thể kiểu kéo dài khung xe để có thể chở được nhiều hàng hơn. Đặc biệt khi ở Hà Nội này thì có những lúc mùa mưa ngập lụt thì xe này có thể kiểu chống được nước, không bị chết máy. Ưu việt của cái dòng xe này là về tải trọng cũng như là đồ khỏe của xe. Thì là thứ nhất là về cái bộ về khung gầm của xe là được phát triển chiều tải rất là lớn, và thứ hai là chiều dài trục cơ sở của cái xe nó cũng đủ lớn để khi mà mình chạy trên đường thì cái độ ổn định của xe nó sẽ tốt hơn. Với những ưu việt trong dòng xe này, Select Moto đã bắt tay với hơn 18 đối tác
trong đó có những đối tác tiêu biểu như Lazada, Viettel Post, Grab, LG, Samsung. Slip Moto cũng đã vinh dự được đón nhiều đoàn của nước ngoài đến tham quan và đầu tư như Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, đại diện Tập đoàn Tài chính Hoa Kỳ. Vâng thưa anh, dù đã có được những cái sản phẩm đầu tiên đến với thị trường, thế nhưng mà một thực tế ở Việt Nam anh cũng thấy đó là xe điện dường như là chưa phổ biến. Thì anh có giải pháp nào cho bài toán này không ạ? Người dùng vẫn còn nhiều cái e ngại về việc sử dụng xe điện. Có nhiều nguyên nhân nhưng mà có hai nguyên nhân chính. Đấy là thứ nhất là chi phí dùng xe điện còn cao, tức là giá xe điện vẫn còn cao. Thứ hai là cái sự bất tiện trong nạp điện, nạp năng lượng cho xe điện. Thì với Select Moto chúng tôi giải quyết trọn vẹn hai bài toán này thông qua cái giải pháp là đổi pin, và có thông qua là công ty tự làm chủ hoàn toàn quá trình nghiên cứu phát triển cũng như sản xuất và kinh doanh của cái xe điện, cung cấp các cái dịch vụ kỹ thuật làm sao để có thể chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất, kịp thời nhất. Anh đã tính đến cái giải pháp nào để có thể đặt những cái trạm pin phổ biến như là những trạm xăng? Hiện tại chúng tôi cũng đang có làm việc một số chính quyền địa phương để có thể là hỗ trợ Select trong cái việc là có quy hoạch và cũng như là có cái cung cấp các địa điểm cũng như có các cái chính sách hỗ trợ để phát triển cái mạng lưới đổi pin. Các đối tác rất là được hoan nghênh để có thể tham gia cùng nhau đầu tư, cùng nhau vận hành và thậm chí cùng nhau sở hữu để phát triển cái mạng lưới này. Tại một trạm đổi pin của Select Moto ở thành phố Hà Nội, khách hàng có thể thực hiện đổi pin với thao tác rất đơn giản, tiện lợi. Đặc biệt là các trạm đổi pin hoạt động tự động và được đặt ở rất nhiều điểm tại các khu trung tâm, thuận tiện cho người dân đổi pin như đi đổ xăng khi chạy xe máy thường, nhưng chi phí đổi pin lại rẻ hơn khá nhiều. Ngoài tiện ích trong đổi pin, xe điện Select còn ưu việt ở phần mềm quản lý thông minh trên điện thoại di động. Chỉ cần cài đặt phần mềm, khách hàng có thể quản lý hành trình di chuyển, tốc độ của xe, lượng nhiên liệu hay dự kiến số km có thể di chuyển. Dù chỉ mới ra đời được 6 năm, nhưng Select đã sở hữu 10 bằng sáng chế, 5 thiết kế kiểu dáng công nghiệp, 4 nhãn hiệu được cấp. Select Moto cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á làm chủ toàn bộ quá trình phát triển và sản xuất xe máy điện thế hệ mới cũng như park pin lithium ion. Em chào anh. Dạ. Những cái linh kiện này thì bao nhiêu phần trăm là công ty tự sản xuất và bao nhiêu phần trăm là nhập khẩu từ nước ngoài? Bên mình thì sản phẩm của Select thì 80% là sản xuất tại nội địa. Vậy thì bộ phần nào của chiếc xe là bộ phần mà mình phải nghiên cứu phức tạp nhất ạ? Select Motor là cái đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có thể tự sản xuất cái bộ điều khiển động cơ này. Liên quan đến việc là điều khiển cái chiếc xe nó tăng tốc có mượt mà hay không, có bị giật hay không và hoạt động có ổn định đều trong thời gian dài hay không thì cần rất nhiều công sức nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá thì mới đưa ra được, sản xuất ra được một cái sản phẩm như vậy. Hiện nay, nhà máy sản xuất của Select Moto đã xây dựng hoàn thiện với những trang thiết bị công nghệ hiện đại, có công suất 20.000 xe và 100.000 park pin một năm. Khởi nghiệp từ những ngày đầu chỉ với 4 nhân sự, đến nay công ty đã có gần 100 nhân sự. Hệ sinh thái xe điện của Select đã phủ sóng trên cả 3 miền và tập trung chủ yếu tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Huế với hơn 70 trạm đổi pin. Và dự kiến sẽ mở rộng ra nhiều tỉnh thành trên cả nước từ nay đến năm 2025. Với sự kiên định đến cùng thì cuối cùng cũng đã đem đến những cái thành quả tốt đẹp. Và trên cương vị là một du học sinh trở về từ Mỹ và quyết định khởi nghiệp tại Việt Nam, thì anh có điều gì muốn gửi gắm tới các bạn trẻ đang du học ở nước ngoài không ạ? Bản thân tôi là một du học sinh và tôi cũng có cái cơ hội tiếp xúc với rất nhiều du học sinh nghệ tính, thì có rất nhiều bạn là mong muốn có những cuộc sống nó tốt đẹp hơn ở nước ngoài. Nhưng mặt khác thì cũng có rất nhiều bạn là quyết định để quay về cống hiến như tôi. Thì tôi không nói câu chuyện nào là đúng hay là sai. Nhưng mà tôi nghĩ là một thanh niên ấy, chúng ta cần phải
có những cái khát vọng, có những cái ước mơ lớn để làm nó làm cái động lực của mình, làm cái kim chỉ nam của mình trong cuộc sống. Thứ hai nữa là chúng ta phải rất là kiên trì với cái mục tiêu của mình, bởi vì là không có việc gì khó cả, cũng không có việc gì dễ, nhưng mà cái khó nhất là cái kiên trì để chúng ta đi đến được cái mục tiêu của chúng ta. Và cái thứ ba nữa, đối với người nghệ chúng ta thì chúng ta có tính kiên trì, kiên định và đôi khi cứng nhắc. Thì tôi nghĩ là để mà thành công được chúng ta phải rất linh hoạt, nhất là trong cái khởi nghiệp. Câu chuyện khởi nghiệp với hệ sinh thái xe điện thông minh của CEO Select Moto và cộng sự dù mới chỉ bắt đầu, nhưng với sự thông minh, kiên định, sự nhanh nhạy, sáng tạo, biết nắm bắt cơ hội, với tầm nhìn hướng đến tương lai của người thuyền trưởng, người nghệ Nguyễn Hữu Phước Nguyên, chúng ta có thể tin tưởng rằng giấc mơ đưa thương hiệu Select trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong công cuộc chuyển đổi xe điện tại Việt Nam nói riêng, khu vực Đông Nam Á nói chung sẽ trở thành hiện thực trong tương lai.